Tiếp tục hệ bất phương trình với bài 62. Cho hệ bất phương trình 1 trừ 3x nhỏ hơn 16 và 1 trừ 3x lớn hơn trừ 16. Và điều đầu tiên ta phải xem cái ý nghĩa của chữ và. Ý nghĩa của chữ và ký hiệu là U ngược, được gọi là giao, nghĩa là lấy tất cả những nghiệm giống nhau của hệ bất phương trình. Nhớ nha, những nghiệm giống nhau. Ở đây ta thấy bất phương trình thứ nhất có 1 trừ 3x và bất phương trình thứ hai có 1 trừ 3x. Nếu ta quen, ta có thể gom lại hai bất phương trình này thành một hệ bất phương trình. Nhưng nếu mà ta chưa quen thì ta có thể giải từng bất phương trình một. Vậy mình giải từng bất phương trình một cho nó dễ. Ta có 1 chuyển sang phía bên tay phải, ta được trừ 3x nhỏ hơn 15, vì 16 trừ cho 1 ta được 15. Và bất phương trình thứ hai ta chuyển 1 sang phía bên tay phải là trừ 1, như vậy ta được trừ 3x lớn hơn trừ 17, vì trừ 16 với trừ 1 là trừ 17. Và bất phương trình thứ nhất ta chia hai vế cho trừ 3, ta được x lớn hơn trừ 5, ta đổi dấu bất phương trình. Bất phương trình ban đầu là nhỏ hơn, ta đổi dấu là lớn hơn. Và bất phương trình thứ hai, ta chia hai vế cho trừ 3, ta cũng đổi dấu bất phương trình, ta được x nhỏ hơn 17 phần 3. Dấu bất phương trình ban đầu là lớn hơn, ta đổi thành là nhỏ hơn. Và để giải thích tại sao ta phải đổi dấu bất phương trình, ví dụ như ta có 8 lớn hơn trừ 8. Điều này là đúng. Nếu ta chia hai vế cho trừ 4, ta không đổi dấu bất phương trình. Nếu ta không đổi dấu nha, để xem coi kết quả như thế nào, rồi ta sẽ tính sau. 8 chia cho trừ 4 lớn hơn trừ 8 chia cho trừ 4. Chia hai vế của bất phương trình cho trừ 4 và dấu vẫn để nguyên. Ta được 8 chia cho trừ 4, ta được trừ 2 và dấu vẫn đổi nguyên. Để nguyên là lớn hơn. Trừ 8 chia cho trừ 4 ta được 2. Như vậy ta thấy trừ 2 lớn hơn 2. Vậy là sai. Vậy khi nhân hay chia bất phương trình cho một số âm, ta phải đổi chiều bất phương trình. Ở đây ta chia hai vế của bất phương trình cho trừ 3. Vậy ta phải đổi chiều. Chiều ban đầu là nhỏ hơn, đổi thành là lớn hơn. Bên này cũng vậy, chia hai vế của bất phương trình cho trừ 3. Vậy ta phải đổi chiều, chiều ban đầu là lớn hơn, ta đổi thành là nhỏ hơn. Đây là cách giải với chữ và. Cách giải với chữ và. Ngoài ra, mình có thể ghi tương đương như sau. Tương đương với 1 trừ 3x nhỏ hơn 1 trừ 3x nhỏ hơn 16 và 1 trừ 3x lớn hơn trừ 16. Lúc này chữ và được đổi thành dấu ngoặc nhọn. Và ý nghĩa của chữ và dấu ngoặc nhọn đều giống nhau, cách ghi khác nhau nhưng giống nhau, nghĩa là lấy tất cả những nghiệm giống nhau của hệ bất phương trình. Và ta cũng giải tương đương như sau. Chuyển 1 sang phía bên tay phải, ta được là trừ 1, ta còn lại là trừ 3x nhỏ hơn 15, vì 16 trừ cho 1 ta được 15. Cũng vậy cho bất phương trình thứ hai, ta chuyển 1 sang phía bên tay phải là trừ 1, ta còn lại là trừ 3x lớn hơn trừ 17, vì trừ 16 với trừ 1 là trừ 17. Và hệ bất phương trình tương đương với chia hai vế của bất phương trình thứ nhất cho trừ 3, ta phải đổi chiều bất phương trình, vậy ta được x lớn hơn trừ 5, 15 chia cho trừ 3 ta được trừ 5. Và dấu của bất phương trình ta đổi lại là lớn hơn, cũng giống như bên này. Và bất phương trình thứ hai cũng vậy, chia hai vế cho trừ 3, ta được x nhỏ hơn 17 phần 3, ta đổi dấu bất phương trình. Bất phương trình ban đầu là lớn hơn, đổi thành là nhỏ hơn. Nhớ nha, một trong hai cách ghi, nếu cô giáo cho dấu ngoặc nhọn là mình biết đây nghĩa là chữ và, nghĩa là lấy tất cả những nghiệm giống nhau.
của hệ bất phương trình giống nhau thôi. Và hệ bất phương trình ta được x lớn hơn trừ 5 và x nhỏ hơn 17 phần 3 được biểu diễn trên trục số như sau. Đây là trục số từ trừ vô cực cho đến cộng vô cực. Hai số ta cần chú ý đó là trừ 5 và 17 phần 3. Trừ 5 là số âm nằm phía bên tay trái và 17 phần 3 là số dương nằm phía bên tay phải. Ta có x lớn hẳn hơn trừ 5. X lớn hẳn hơn trừ 5 nghĩa là không có dấu bằng. Vậy ta dùng dấu ngoặc tròn. Dấu ngoặc tròn và từ trừ 5 đi về vô cực là lớn hẳn hơn trừ 5. Và x nhỏ hẳn hơn 17 phần 3. Vậy ta dùng dấu ngoặc tròn vì không có dấu bằng ở đây. Ta dùng dấu ngoặc tròn và đi về chiều âm. Ta chọn những nghiệm giống nhau. Vậy giống nhau từ đâu? Giống nhau tức là màu đỏ với màu xanh trùng nhau. Vậy ta chọn từ trừ 5 cho đến 17 phần 3. Nhưng không lấy trừ 5 và không lấy 17 phần 3. Vì bất phương trình thứ hai lấy trừ 5 nhưng bất phương trình thứ nhất không lấy trừ 5. Như vậy chỉ có một bất phương trình thỏa mãn nên ta không lấy trừ 5 vì không có chung. Và 17 phần 3, bất phương trình thứ nhất lấy 17 phần 3 nhưng bất phương trình thứ hai không lấy 17 phần 3. Chỉ có một cái bất phương trình thứ nhất thỏa mãn thôi, như vậy không phải là chung. Vậy ta không lấy 17 phần 3. Ngoài ra các bạn có thể ghi là, nếu các bạn sắp xếp lại nha, biết sắp xếp, ta có x lớn hơn trừ 5, x lớn hơn trừ 5, và x nhỏ hơn 17 phần 3, x nhỏ hơn 17 phần 3 đây. Như vậy, nếu mà các bạn biết sắp xếp lại, mình không cần phải phần ghi vào cái trục số này, mình biết x nằm trong khoảng từ trừ 5 cho đến 17 phần 3, không lấy trừ 5, không lấy 17 phần 3, dễ không? Nếu mình sắp xếp lại được, tập sắp xếp đi thì mình sẽ thấy nó dễ hơn. Vậy, ta lấy x sao cho x nhỏ hơn 17 phần 3. Sao cho x nhỏ hơn 17 phần 3. Giao với, đây là u ngược là giao với x sao cho x lớn hơn trừ 5. Đây là cách ghi nghiệm. Ngoài ra mình có thể ghi cách khác là x thuộc về trừ 5 cho đến 17 phần 3. Ở trừ 5 mình dùng dấu ngoặc tròn vì mình không lấy trừ 5. Và 17 phần 3 mình cũng dùng dấu ngoặc tròn vì mình không lấy 17 phần 3. Ngoài ra mình có thể ghi cách này nữa là x sao cho, ta chọn x sao cho x lớn hơn trừ 5, nhỏ hơn 17 phần 3. Ở đây ta ghi ra ba cách khác nhau. Các bạn không cần phải ghi ba cách cho bài giải, chỉ ghi một trong ba cách thôi. Nhưng để cho các bạn học thêm, để mình hiểu cách ghi nghiệm, thì chúng ta ghi ra ba cái, tôi ghi ra ba cái cho các bạn. Các bạn có thể chọn một trong ba cách ghi, cách nào cũng được. Và đến đây, mình đã xong bài 62. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp. Cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác nha.